Hello các bạn nhé, hôm nay An Nhiên Mộc Trà sẽ mix cho một vị khách ở Hà Đông này với 3 set trà nhé. Một set dùng để uống này, một set dùng để làm quà tặng này cho bố vợ này, và một set để biếu sếp nhé mọi người nhé. Trong này thì có gồm một hũ thủy tinh đựng mật ong rừng ngâm với chanh đào này, một hũ đựng bí đao này, các loại trà này được mix với nhau này. Đây là một set này. Set này là set để tặng cho bố vợ nhé, là làm giáo viên này. Set thứ hai này cũng gồm các trà hoa nhé và một hũ thủy tinh này, set dùng để uống này và set để dùng để biếu bạn này. Ai muốn tư vấn thì liên hệ với mình để được tư vấn nhiều hơn nhé. Fanpage là An Nhiên Mộc Trà này. Đấy, số điện thoại này 0866 137 811 nhé.